RCT Football welcome Jerry Hansom FC and Revo FC. Vân Hằng, Tinh Hải, người vừa lùi về đó là Thành Việt. Trọng Gác, Thành Việt muốn phối hợp với Tống Vương, tuy nhiên đã không thành công. Đây, Trọng Gác, Vân Hằng, vô, vô, vô. Tiến hành trao các phần quà dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những mục tiêu của giải đấu này. Cơ hội phản công dành cho Devo. Có thể cho Devo. Anh đi vào lưới thì lấy gì mà anh Phương đã được đây. Đâm một góc. Cơ hội đã lại. Video của trận đấu này ngoài chúng ta có thể cập nhật trên nền tảng YouTube Gold Media. Hoàng Linh. Hoàng Linh. Anh Phương bắt hay quá. Đây trên hình ảnh đó là các cổ động viên nữ xinh xắn của câu lạc bộ Revo các bạn. Rồi, xin cảm ơn chị rất nhiều. Đá đâu? Vào. Một chiều dương đầu kích tay, khán giả đang nhìn ở bên ngoài sân các bạn ơi. Phước Tâm muốn vượt qua nhưng mà không vượt qua được Ngọc Nhi. Cơ hội dành cho Ngọc Linh. Ngọc Linh có cú đá bay cao. Vào. Phước Tâm đại lợi. Phương Vũ. Vô. Mắt xích Phương Vũ sau khi được tung vào sân không những ghi bàn mà đã kiến tạo bàn thắng thứ tư cho người đồng đội Phương Tâm. Thì anh Linh đã gặp lập được một cú hat-trick. Linh Nguyên. Đi từ xa, Phương Tâm. Vô. Anh ba Phước Tâm sẽ trao một phần quà cho đội bạn Revo. Phước Tâm đâu có nhớ là Revo đang dẫn 5-4. Mặt gài. Vô. Lần này thì anh ba đâu còn quà để trao nữa ha anh ba. Mặt gài. Anh ba trao hoài một hồi đại ca chứ cũng gầu với anh ba luôn. Đà Lan, Đạt Si. Vô. Sự chờ đợi của đại ca Dũng của Đô Đạt Si sẽ giúp cho gia đình vươn lên. Tam hùng hay là tứ hùng cho các đối tác trong công việc kinh doanh làm ăn của mình. Vào. Phước Nguyên. Đạt Si. Chân trái. Vào. Vũ so với đội chủ nhà Jerry. Các anh em của Revo đang bị xuống sức rất là nhanh. Đạt Si. Vâng, vậy là đã có bàn thắng. Bàn thắng này cũng sẽ định tỷ số 8-6 cho câu lạc bộ Jerry. Đơn vị truyền thông Gon Fly cũng xin tạm khép lại. Xin chân thành cảm ơn trưởng ban tổ chức, đó là đại ca Dũng của Đô của siêu thị mẹ bé Jerry,
cùng với các anh em như là anh đội trưởng Hoàng Linh ở phía câu lạc bộ Revo. Chân thành cảm ơn quý khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những giải đấu tiếp theo.